trong thì quy mô tham gia hàng tuần. Theo mời hơn đồng viên Nghệ An, được Gia Lai AK, Nghệ An AO. Nghệ An hàng tuần. Hiện đang giải thưởng A mời hai vận động viên Khánh Hòa AK, Ninh Bình AO, hai vận động viên Công An và Nghệ An thì mình. Kết thúc trận đấu với tỷ số 5-0 và vận động viên Ninh Bình được thi đấu cuối cùng.